buổi sáng cái anh mặc ở trong bộ đồ đời vậy, cái anh ấy cháo mặc vô rồi anh lấy cái nón len đội vô, rồi anh cũng cầm bát, anh cũng cầm đi vậy đó. Mà cái hành xử của anh nó không đúng là cái người tu. Nhưng mà cái người nào mà người ta tính mắt, người ta nhìn cái thôi là ta biết người nào phải người tu. Người tu không có thái độ đó. Cái người tu mà thật á, dù tu dở cỡ nào đi nữa, họ cũng đã trải qua một thời gian lớp học nào ở trong chùa rồi, họ không thể nào có những thái độ đó được. Còn nếu một người nào tu thật mà có thái độ thì thôi dở không nói rồi. Cho nên cái người nào mà ta tính mắt, ta nhìn, người ta biết giả. Cho nên đôi khi người ta đâu có biết mình là ai, mà ta chỉ cần thấy khoác cái áo vàng trời ơi nó khổ. Ảnh đi xin xong chiều về cái ảnh nắm tay người yêu vô tiệm anh ăn, ảnh cũng mặc nguyên bộ đồ vậy đó. Cho nên ta mới chụp hình lên, ta mới bỏ lên mạng, ta nói trời ơi thầy tu đời bây giờ modern quá, tu mà có bạn gái. Cho nên nó ảnh hưởng những cái vị mà người ta thật sự. Vì vậy cho nên là mình nhớ là hãy mình có cái bóng dáng gì đó, cái khoác cái áo gì lên cho ta định mình một cái danh nghĩa. Chẳng hạn như hôm nay tình cờ mình đi chùa, thì chùa thì mình lấy cái áo tràng mình mặc vô, gặp thời cái bạn của mình đi chùa gặp mình nữa, cho ta về ta nói từ đó về sau mình mà lạng quạng, ta nói trời ơi bà đi chùa đó, bà đi chùa bà dữ vậy đó, thí dụ vậy. Cho nên người ta thấy cái áo mình là ta đặt cho mình cái tên là tu. Vì vậy cho nên á, người nào mà thật mang cái áo đó mà hành xử không có đúng như vậy. Hôm rồi trên mạng họ có quay được một cái đoạn cái bà đó, bà mặc cái áo tu, áo tràng lam của Phật tử nè, mà bà đứng bà chửi. Thành thử ra mấy cái đó mà người ta có sẵn sàng máy hết giờ là 99% mọi người đều có phone hết, mà hãy giúp chích cái ta cầm cái phone ta quay rồi là bắt đầu là bao nhiêu những cái tiếng, những cái lời nói thì nguy hiểm lắm. Thì cái vị Đề Bà Đạt Đa này có hành xử như vậy, cho nên các thầy dèm pha ông này như thế này thế kia. Cho nên Phật có dạy cái câu kinh này: ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời huế trượt. Tại vì cà sa là chiếc áo giải thoát ly nhiễm. Mà bây giờ mình mặc cái áo đó rồi mà tâm mình vẫn còn nhiễm thì tâm và áo nó không tương đồng. Tổ Quy Sơn á, ngài có nói một câu này trong Quy Sơn Cảnh Sách đó. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm phàm là người xuất gia bước đi thì mình đã bước tới một chân trời cao rộng. Người xuất gia là người bước tới một chân trời cao rộng. Còn ngoài đời á, thí dụ như mình đã có gia đình rồi, ta nói lập gia đình rồi phải không, rồi là coi như mình tiên bước rồi đó. Nhưng mà lỡ mình đổ vỡ cái mình có người thứ nữa, cái ta nói bước nữa, vậy thì ai cũng bước hết á. Nhưng mà cái bước của người đời là mình bước vào cái lụy, cái khổ, nói theo người xuất thế gian nha. Chứ còn ai cũng sẽ cãi đó, tôi đâu có khổ gì đâu, mình khổ mình vui mình tự biết. Nhưng mà cái người xuất gia là người bước tới một chân trời cao rộng. Cao rộng là gì? Không có ràng buộc. Mình có hạnh phúc cũng là một hình thức ràng buộc, tại vì đi đâu cũng phải về, làm gì cũng phải nhớ bổn phận. Đó là cái bổn phận. Cho nên á, lập gia đình, có gia đình đâu có sao đâu, bình thường. Nhưng đó là mình có cái sự ràng buộc phải lo cho chồng, cho con, cho gia đình, vân vân. Còn người xuất gia thì bỏ những cái nhỏ đó để bước tới một chân trời cao rộng. Phát tụ siêu phương thì cái chuyện cần làm là tâm hình dị tục. Cái
tâm, cái suy nghĩ của mình đó, cái hình tướng của mình nó phải khác người đời. Dị, dị là khác đi, khác với người đời. Là mai kiểu tóc này, mốt kiểu tóc kia, mình buông thở chỉ một kiểu. Cái kiểu của mình là kiểu cạo, kiểu phủi. Vì sao? Vì phủi nghĩa là cạo bỏ. Đã khi thường thường ta kêu là cạo tóc, phủi tóc. Chữ phủi, chữ cạo nghĩa là gì? Sạch. Cho nên cái tóc là những cái rối rắm, cái phiền não còn vướng bận. Người tu là cạo cái đó. Cạo cái đó là làm gì nữa? Mặc cái áo, mặc cái áo tu. Nếu mà mình người tu mà mình còn cạo cái đầu, mặc áo đời thì giống cư sĩ. Hồi xưa các vị nam không có dám cạo đầu đâu nha. Tại vì ngày xưa mà cạo đầu là ở tù mới ra. Người nào ở tù mới ra mới cạo đầu. Cho nên hồi đó mấy thầy mà mấy chục năm trước mới đặt chân qua Canada, qua Mỹ, họ gặp mấy thầy họ sợ lắm, họ né, họ tưởng mấy mình là ở tù mới ra. Bây giờ nó thành cái mốt rồi. Chỉ cái mình cạo cái đầu là mình mặc cái đau, nói chung là cái hình tướng của mình. Nhưng mà cái tâm của mình nó phải và tướng, cái cách sống và cái hình thức nó phải khác đời, gọi là tâm hình dị tục. Như thế mình mới làm được cái việc là thiểu lâm thánh chủng, làm cho cái dòng giống của bậc thánh được hưng thịnh lên, gọi là thiểu lâm thánh chủng. Còn người đời là ta nói giỏi tông đường, ta nói giỏi cho bà con, cho dòng tộc. Người tu là không nói giỏi dòng tộc mà nói giỏi của Phật pháp, nói giỏi của, nói dòng giỏi cho bậc thánh, gọi là thiệu long thánh chủng, làm cho cái hạt giống của bậc thánh mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Để mà làm gì nữa? Hàng phục các thứ ma, trong đó có ma phiền não vân vân. Cho nên ai mặc áo cà sa thì tâm phải lìa uế trượt. Người đó phải làm gì? Phải chế ngự sống chân thật. Chữ chế ngự là gì? Chế ngự nghĩa là phải ngăn ngừa những cái gì nó chưa phát. Ở trong đó có đề xướng ra bốn thứ cần làm. Phải si mang. Thứ nhất, việc ác chưa xâm, đừng để nó xâm. Nếu lỡ việc ác đã xâm, tìm cách dẹp nó. Việc thiện chưa xâm, làm cho việc thiện xâm. Việc thiện đã xâm, làm cho mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Cái đó gọi là tứ chánh cần, bốn điều siêng năng cần mẫn chân chánh, giữa thiện với ác. Ác chưa xâm, đừng xâm. Ác đã xâm, phải diệt. Thiện chưa xâm, làm cho xâm. Thiện đã xâm, làm cho tăng trưởng. Đó là tứ chánh cần. Thì đời sống chúng ta mỗi ngày là chúng ta đang sống theo cái pháp tứ chánh cần chứ gì nữa. Thí dụ như chưa ăn chay, nên phát nguyện ăn chay mỗi tháng một ngày. Ngày thôi được không? Phải làm được. Một ngày, một tháng mà có một ngày chay mà không được sao? Rồi, một tháng ăn chay một ngày. Hỏi ăn ngày nào? Ăn ngày nào thuận lợi nhất cho mình, không cần mùng một rằm gì hết. Quý vị cứ lựa một tháng một ngày, ngày nào thuận lợi nhất cho mình. Bây giờ không biết ngày ta phải không? Ăn ngày Tây đi, một cây mỗi tháng ăn. Hay là mỗi tháng tôi nghỉ được, tôi ở nhà 15 tây thì ăn 15 tây. Có sao đâu. Đó, việc thiện chưa xanh làm cho xanh. Ăn được năm rồi, bây giờ cái bụng nó im, nó chịu rồi. Hồi đó mới ăn cồn cào, đói bụng, khó chịu, thèm, ăn sau năm hết rồi. Bây giờ ăn 2 ngày. Việc thiện đã xanh, chưa xanh thì làm cho xanh. Đã xanh rồi, làm cho tăng trưởng. Hồi đó, đời nào niệm Phật, bây giờ tối đi ngủ, đứng nghe bằng Phật. Nam Mô Di Đà Phật 10 câu, hay Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát 10 câu rồi đi ngủ. 10 câu có lâu không? 10 câu đâu có lâu. Nhưng mà có làm, bắt đầu khởi tâm hướng Phật. Làm chậm rồi,
sót, mai mốt tăng lên niệm Phật 10 phút hay là ngồi thiền 10 phút. Hồi nào giờ không biết tụng kinh, giờ xin bài kinh sám hối đi. Đó, cái quyển An Tuân đó, thích bài nào chọn bài đi, mỗi tối tụng bài đó. Một bài đó thôi, tụng để chi? Nhắc nhở. Trong này có 4-5 bài, bài nào cũng hay hết, chọn bài tụng. Đó, viết thiến. À, quý vị nghe à, sư Pháp Hòa giảng rất là hay quý vị. À, sư nói là giờ sư thật và giả không biết, không biết à, thì đúng rồi. Sư mà giờ cứ mặc chiếc áo cà sa với lại vác cái nồi cơm điện đi ngoài đường cũng là coi như là một dạng. Còn thí dụ như sư mà coi như là như Thầy Minh Tuệ, đâu phải trên thế gian này đâu phải dễ gì có một không hai. Có nhiều người ta cũng đi cắt thực ngoài đường á, nhưng mà đâu có đặc biệt. Em cũng gặp hoài, em cũng gặp nhiều sư mặc chiếc áo cà sa màu vàng, rồi vác cái bình bát ở ngoài đường. Tất nhiên là họ cho cái gì họ bỏ vô, cúng dường cái gì vô trong cái bát là người ta nhận hết. Mặn chay hay là cái gì tiền bạc cái gì á, là cái vị sư là người ta là đều chấp nhận lên. Còn như Thầy Minh Tuệ là không nha, tuyệt đối Thầy Minh Tuệ là không có đó. Chứ hướng chi là Thầy Pháp Hòa giảng là kêu là sáng thì đi bắt bình bát, rồi tới chiều là về là có đi chơi bạn gái, đúng rồi. Cái đó là nếu như theo như em nghĩ, Thầy Pháp Hòa Thầy giảng chẳng có sai đâu. À, chắc chắn là phải Thầy phải biết thì Thầy mới giảng, đâu phải cơ cơ mà Thầy giảng. Nhưng mà cái vấn đề mà những cái trường hợp mà sư như vậy thì em nghĩ là vẫn có, không những có là nhưng mà vẫn có, và hiện tại cũng vẫn có luôn. À, bởi tại sao mà để bây giờ là đến bây giờ là mọi người nhìn thấy cái hình ảnh của Thầy Minh Tuệ, đúng không, mọi người mới biết là trên trần gian này làm gì có ai như Thầy Minh Tuệ. Thầy Minh Tuệ là đi 6-7 năm nay, ăn ngủ nghĩa trang nghĩa địa, không lấy nhận bất cứ cái gì của ai ngoài cơm chay một ngày một bữa và nước uống. Lấy dư thánh đâu có lấy. Đó. Cho nên tại sao mà Thầy Pháp Hòa nói là giờ đúng rồi, tu thật giả lẫn lộn đầy. Những nhiều người, trường hợp nhiều người mặc chiếc áo cà sa lên màu vàng, nhưng mà gọi là hình thức, chứ còn thật ra mà nói phía sau thì tùm lum tè le các kiểu ha. Vấn đề mà trai gái thì cái chuyện đó làm gì mà không có. Nhưng mà ấy là mình chỉ đang nói là những cái người mà giả mạo thôi. Còn những người tu chân chính thì vẫn có chứ sao không có. Trường hợp tu chân chính có chứ, có người này người kia. Nhưng mà đang nói về cái vấn đề mà gốc, đang nói về cái vấn đề mà Thầy Minh Tuệ làm được những cái điều mà ai cũng phải coi như là kính phục gần này, đúng quý vị, ai cũng phải này. Thế là kể cả là người già cho đến người trẻ, cho đến trẻ em, ai cũng đều quý mến và kính nể sư Minh Tuệ. À, tại vì sư Minh Tuệ là coi như là Thầy Minh Tuệ là coi như sao, là giống như có một cái gì mà tỏa sáng. À, tự nhiên nó tỏa sáng bừng sáng, chứ còn chứ không phải là thầy Minh Tuệ là thầy làm cho mọi người phải chú ý, không có. Thầy Minh Tuệ thầy cũng chả biết luôn, cũng chả biết là cái đồ tỏa sáng của thầy nó khủng khiếp như thế nào. À, chỉ có cho là người ta tự cảm nhận và tự nhìn thấy thôi. À, chứ còn thầy thì thầy rất là khiêm tốn, và thầy lúc nào thầy cũng cảm thấy là giống như thầy là một người bình thường. À, thầy lúc nào thầy cũng tỏ ra là thầy chỉ là một người bình thường thôi. À, như những người công dân bình thường. À, nên tại sao mà có những cái vị sư mà đi khất thực hay là đi ôm bình bát, giống như Thầy Pháp Hòa nói thật giả đó,
cũng làm ảnh hưởng rất những nhiều những vị sư chân chính ha, rất nhiều, ảnh hưởng rất nhiều. Tại bây giờ đó, như thầy nói là cũng có nhiều người đi vô chùa mà coi như là có những cái hành động là dường như là cái tâm nó không tốt, thì người ta nhìn vô người ta cũng nói à, cái bà đó, cái ông đó đi chùa đó mà thấy gớm ha, ăn nói này kia kia nọ, lời nói không có được từ tốn, hay là ta hay là cái kiểu là đi chùa như vậy mà vẫn còn sân si nó như vậy đó. Đó thì có nhiều trường hợp, cái trường hợp mà như những cái người mà Phật tử mà chẳng hạn như là đi vô trong chùa nhưng mà vẫn còn sân si này kia nọ, thì cái đó có mà còn hàng vạn, hàng triệu, hàng vạn. Tại vì từ khi mà có Thầy Minh Tuệ xuất hiện là em nghĩ rằng có nhiều người Phật tử cũng đã thức tỉnh ha, cũng đã thức tỉnh để mà coi như sao sám hối, sám hối. Thì là coi như là sao quý vị, là khi mà xuất hiện có mặt, sự có mặt của Thầy Minh Tuệ đã làm cho nhiều người thức tỉnh và coi như Thầy là một cái tia sáng để cho coi như là những cái con người mà, đây là đang nói về những cái người Phật tử đó, chứ còn sư giả hay là những người mà sư cúng dường là mình chưa có nói ha. Còn em nghĩ rằng những cái người mà sư mà đi giả mà nhận tiền bạc cái nhận cái gì đó của ba tánh ha, là bỏ cho mình bát đó, là những cái người chỉ gọi là giả thôi. Nếu như mà thật thì chả có ai mà đi lấy tiền của mọi người làm chi, và cũng chả có lấy đồ ăn mặn luôn. Nếu mà tu thật à, em nói thật, nếu mà tu thật là như Thầy Minh Tuệ là không có lấy cái gì đồ ăn mặn hay là tiền bạc cái gì của ai hết đó. Đó, cái đó mới gọi là tu thật à. Còn toàn lại là đồ giả không, đi vác cái bình bát rồi mặc chiếc áo cà sa lên đi, cũng đi chân đất, cũng đi chân đất, em thấy cũng nhiều người cũng đi chân đất, coi như là giống như kiểu là gọi là gì, gọi là đi tụ tập để mà coi như là đi kiếm ăn, chứ còn thật ra mà nói đâu phải tu. Sự có mặt của Thầy Minh Tuệ là đã làm biết bao nhiêu người Phật tử trong nước đến ngoài nước là coi như là người ta đã thức tỉnh và người ta đã ngộ nhận ra là đâu là tu chân chính, đâu là coi như là sàm tăng, đúng không quý vị? Sàm tăng ở đây thì chỉ có là những cái thành phần mà gọi là những cái khu vực thích cúng dường hay thích chuyển quản thôi, chứ còn cũng có nhiều vị sư chân chính, nhiều vị sư hiền hòa, người ta đâu có buông ra những cái lời lẽ coi như miệt thị, cũng như là những cái lời lẽ xúc phạm đến Thầy Minh Tuệ như vậy. Đó. Như là Thầy Thích Cúng Dường bây giờ nó phải nhận cái hậu quả đó. Nhận cái hậu quả nghiêm trọng. Cái đó gọi là gì? Giống như là quả báo. Đó, giống như mọi khi là ông cứ hay nói người ta, ông áp dụng, ông lên giảng thuyết, ông cứ nói người ta không. Nhưng mà giờ cuối cùng chính là bản thân ông luôn. Đó. Tại sao mà nói về cái vấn đề mà Thầy Minh Tuệ là coi như là em nghĩ rằng những cái bậc tu chân chính ai cũng vậy, những cái bậc tu chân chính là sẽ luôn giảng thuyết và cũng giống như là đi theo con đường của Đức Phật y như là Thầy Minh Tuệ. Nhưng mà có điều là các vị sư đó thì người ta cũng không có dám gọi là rõ ràng hơn, gọi là chỉ gọi là theo cái hướng thôi, chứ còn giảng thuyết mà theo những cái dạng mà rõ ràng thì nó sẽ giống như là Thầy Minh Đạo à. Đúng không quý vị?